chưa các bạn? Vô chưa? Vô đúng chỗ. Ngồi ngồi đợi luôn. Vô đúng chỗ nè các bạn. Quá tuyệt rồi, món ăn ngon quá tuyệt. Rồi bạn mình đây, ngồi đây. Ngồi đây bạn. Hello, hello. Rồi chuẩn bị nè các bạn, món ăn nè. Đầu rồi, tiên. Đây. Ừ. Rồi mình giới thiệu cho đây là con cá chẹm. Ừ. Đây là bánh tráng. Bánh tráng. Đây là tép. Rồi nói chung là cái mâm này mâm gì? Đây là bánh. Đây vô đây vô luôn đi ơi. Là chủ ơi. Đây là một cái mẹp gì mà đó đi hả? Ừ. Mà gió quay rồi quay rồi. Dĩa nào dĩa nấy quá trời bự luôn. Rồi cái này tép. Tép. Cái này là cá. Cá gì? Cá rô bí. Cá rô bí. Cá rô bí. Mà rồi tới quý vị quan khách, quý vị khách quý, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ cho để đây là món gỏi bò. Gỏi bò các bạn. Dĩa bằng cái gì? Dĩa bằng cái gì? Có không? Có dám không? Đây, đây, đây. Có nồi nữa này. Thôi trộn lên. Hấp dẫn quá. Đứng lên trộn trộn đi. Đứng lên trộn trộn. Vậy thì trộn trộn cho. Đúng rồi. Đưa đưa cho mình hai cái nồi đổ rồi. Vậy trộn hơn á. Đổ trộn trộn trộn. Chắc xem. Dạ trộn á. Ba cái trộn mà dành ăn nè. Ba muốn trộn mà mấy cái trộn mà muốn dành ăn. Alo.